trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai để phục vụ các dự án về quốc kế, dân sinh, nhiều địa phương có biểu hiện quan liêu, thiếu gần gũi nhân dân, không ưu tiên đối thoại, dân vận, mà làm việc máy móc dựa theo hồ sơ giấy tờ, dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi người dân. Khi người dân phản ứng, lại quan liêu, mạnh tay áp dụng việc cưỡng chế, vô tình tạo điểm nóng ở địa phương. Vậy đâu là giải pháp hiệu quả, hợp tình hợp lý nhất khi thực hiện chính sách về đất đai? Bây giờ hôm qua là cái đồng chí máy xúc kia bảo là mở đường này để sang cưỡng chế anh Mạnh. Đấy, nó đang mở đường, bởi vì không có trước đây là không có đường đi đâu. Khi những người cưỡng chế bảo trì vào là làm đường để sang để cưỡng chế, tính đủ người, đủ quân. Bây giờ là quan điểm của anh như thế nào? Quan điểm là tôi đất vỡ hoang thì trả tiền cho nhà tôi đã, sao tôi lúc nào tôi bàn giao cho mặt bằng? Bởi vì tôi đúng lý sai thì 43 năm đến bây giờ cấp trắng của tôi à? Cái phương án của họ là họ đền bù cho gia đình những cái gì? Đền bù đấy, có 207 triệu thôi. Cái xe cái gì? 207 triệu là họ đền bù cho cái gì ạ? Đền bù thì tất cả là mỗi thứ một ít tiền. Ở trong tôi gửi về cho tôi rồi. Tôi không nghe, tôi không ký đâu. Dù cưỡng chế tôi chấp nhận, đến cưỡng đôi tôi không, tôi làm người dân cu đen tôi biết cái gì? Vâng. Trong luật pháp. Dự án đầu tư tiếp nước cải tạo khôi phục dòng sông Tích thuộc huyện Ba Vì được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt vào năm 2010. Tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng. Trải qua hơn 10 năm, dự án vẫn chưa hoàn thành. Một trong những nguyên nhân là vướng mắc trong công tác xác minh nguồn gốc sử dụng đất và đền bù giải phóng mặt bằng. Hộ gia đình anh Nguyễn Khắc Mạnh ở thôn Kim Bí, xã Tiên Phong, Ba Vì là một trường hợp có đất bị thu hồi để phục vụ dự án. Theo hồ sơ, gia đình anh Mạnh bị thu hồi hơn 5.000 m2 trong tổng số là 6.000 m2. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại cho đây là đất quỹ 2 do Ủy ban nhân dân xã quản lý nên không đền bù về đất cho hộ anh Mạnh mà chỉ hỗ trợ bồi thường về tài sản trên đất. Gia đình anh Mạnh đồng tình với dự án mang lại lợi ích cho xã hội, ủng hộ chủ trương chính sách của nhà nước. Tuy nhiên, không đồng ý việc xác định đất của gia đình sử dụng là loại đất quỹ 2 do Ủy ban nhân dân xã quản lý. Trước khi nhà tôi đi bộ đội, năm 76 thì ông nhà tôi về. Thì tôi có nói là bây giờ thì ở đồi dân làng coi như là chiếm hết rồi, không còn gì nữa. Coi như là bây giờ chỉ còn có cái gò đồng chầu ấy. Mà bây giờ nó rậm rạp bỏ như thế. Thì vợ chồng tôi đông con 7 người con mà. Thế thì cho khai hoang dễ dậy. Sau này thì có vợ có chồng các con rồi. Thì tôi bảo thôi để vợ chồng, để ông bà trên này, có các em nhỏ trên này. Để cho cái thằng Cả cứ ở về đấy kia, ở về làm. Thế con tôi thì thằng Cả nó về làm. Thế còn vợ chồng thôi mới thích cho vợ chồng thằng Mạnh lên đấy. Có bằng chứng đây, bố mẹ tôi khai hoang cho tôi làm một cái lều thế này thôi. Đấy là lều xong bị sét đánh. Một thời gian thì tôi đã đắp lều đất ở cạnh đây, cạnh gần đấy cái chỗ này lều sét đánh. Đây. Xong tôi ở một thời gian rất lâu. Đến lúc gần đổ đất, đổ nhà tôi gần đổ, tôi xây cái nhà này. Chia phi ở chỗ này. Còn chỗ này chăn nuôi. Những bể kia bể để nuôi rắn vẫn còn nguyên bản. Còn cái hàng rào này thì anh xây được bao nhiêu đấy? Em cũng nhớ nó lâu rồi. Chả biết nó bao nhiêu nữa. Tình trạng nó bây giờ nó phá, nó chìm chậm lên là nó lót. Đất quý 2 là trong sổ là đất canh tác. Dạ. Nhưng mà gia đình anh không có thì bây giờ tôi giao cho anh là đất quý 2. Trong sổ xanh ấy, là nó có cái một cái trang là đất quý 2. Sổ xanh là do xã quản lý đấy. Do xã quản lý. Đấy, hồi ông Diên chủ tịch là do xã quản lý, trong sổ xanh thì có một cái trang nó là đất quý 2. Vâng. Đất quý 1, đất ở. Theo như ông biết thì cái thằng nhà anh Mạnh đang sử dụng này thì có tên trong cái sổ xanh, sổ quý 2 không? Tôi không thấy đâu, không thấy đâu. Ngày xưa là đất tóm lại đất lên lên vỡ rộng hết. Vâng, vỡ rộng là khai hoang đấy. Vâng, khai hoang đấy. Gọi là chúng tôi đói, đông con thì chúng tôi nên vỡ hoàng kiếm của khoai của sắn à. Có thế cả, chả có xã làm sao. Không thể gọi quý 2 được. Đây là đất pháo hoang chứ không phải đất quý 2. Đất quý 2 khác, đất quý 2 là trong sổ là đất canh tác. Dạ. Nhưng mà gia đình anh không có thì bây giờ tôi giao cho anh là đất quý 2.
trong sổ xanh ấy, là nó có cái một cái trang là đất quy hai. Sổ xanh là do xã quản lý đấy. Do xã quản lý. Đấy, hồi ông Duyên chủ tịch. Theo như ông biết thì cái phần nhà anh Mạnh đang sử dụng này thì có tên trong cái sổ xanh sổ quý hai không? Tôi không thấy đâu, không thấy đâu. Là cái rất là rõ ràng câu chuyện là đất khai hoang với đất quý hai nó hoàn toàn khác nhau. Khác nhau chứ, khai hoang khác và quý hai khác. Tôi làm chủ nhiệm từ năm 70 đến năm 88. Đất là đất ngày xưa ở đây cả cái khu là bỏ hoang hết. Vâng, nhưng mà có quản lý giao cho ai không? Không, sản xuất không có giao ra được. Bỏ hoang. Tôi chỉ giao cho ông Triển và ông Táo trồng lúa dạ và phụ trụ trách trồng cây ở cái gò Mỹ cao. Vâng. Còn đất của anh Mạnh ở bên dưới là cái tràn rộng lỗ hoang, tôi không biết không ra, tôi cũng không biết đây nào. Tức là cái nếu như ông nói là không ra như vậy, tức là tự ông ấy khai hoang cũng làm được. Tôi làm được khai hoang thì sao nữa, đất rộng mà này. Những cái thời điểm đấy thì ông nắm được là khoảng năm bao nhiêu? Những năm 83 rồi. Khoảng năm 83. Ngày 22 tháng 5, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin TV, ông Đỗ Đình Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phong cho biết, hiện Ủy ban Nhân dân xã đang thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Mạnh. Về nguồn gốc đất của gia đình ông Mạnh, hiện xã không có hồ sơ nào để xác định chính xác mà chỉ dựa trên một số tài liệu như bản đồ 299, đo vẽ năm 1987, văn bản lưu lại hạt kiểm lâm huyện Ba Vì, biên bản xác minh cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, khi đối chiếu các tài liệu trên thì không thể hiện rõ diện tích đất của gia đình ông Mạnh là đất quỹ 2. Và thực tế, từ sau luật đất đai 1993 ra đời đến nay, đã có nhiều lần tiến hành thống kê, đo vẽ bản đồ, quy chủ về đất đai, rồi đồn điền, đổi thửa, thì mảnh đất nhà ông Mạnh cũng chưa một lần có tên. Giải pháp tốt nhất để giải quyết thấu tình đạt lý vụ việc là Ủy ban Nhân dân xã Tiên Phong cũng như là Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì không nên tập trung vào việc cưỡng chế, mà thay vào đó là chú trọng vào công tác dân vận, đối thoại với người dân để tạo sự đồng thuận. Đặc biệt, chính quyền địa phương từ xã tới huyện cần xem xét, xác minh một cách khách quan, kỹ lưỡng về nguồn gốc đất người dân sử dụng nhằm đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người dân.